While we are preparing for the next segment of the program, we're fortunate to have with us tonight two of the best folk performing artists out of Vietnam, Ms. Ivan and Mr. Kiều Hưng. They will join forces on the stage in presenting a variety of folk songs from Vietnam. Here are Ivan and Kiều Hưng. Thank you. Anh Hưng đâu rồi? Khổ quá, biết ngay mà. Anh đây, đi đâu mà vội vậy? Đã bảo rồi. Biết ngay hồi xưa thì đưa đón người ta, bây giờ quen rồi bắt đầu lờn mặt, không thèm đón, không thèm chờ gì cả. Em thì chờ gốc xà lách số 7 đi kêu chờ anh mãi mà chả thấy anh đâu cả. Bây giờ chúng ta nhớ lại cái thuở đầu tiên ấy gì? Anh còn đi theo em chứ gì? Thì bây giờ thôi để tỏ cái lòng của em giận anh như thế nào á thì em hát là anh biết liền đó. Rồi thế em hát trước đi xem nào. Tất nhiên, đàn bà là phải hát đầu tiên, lady first. Em nói tiếng Anh hay quá hả? Em cũng mới học tiếng Anh lê của mấy chị trong kia. Còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa. Chưa có ai tình 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 à hồi hà ư hồi hư là ư hồi hư còn duyên là duyên ngồi gốc gốc cây thông hết duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hái hoa có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà cho thầy là thầy mẹ biết để đuốc hoa chứ hoa định ngày tình 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 à hồi à ư hồi ư là ư hồi ư còn duyên là duyên bốn nụ nụ ban hoa đừng thấy tôi lắm bạn mà ngờ tuy rằng tôi lắm bạn nhưng vẫn chờ người ngoan tình 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 à hồi à ừ hồi ừ là ừ hồi ừ toàn trách anh thôi. Thì người về em ấy vẫn đi, để có bay khóc nghĩ thầm đôi à bên là bên sóng như bạt ngàn mà này cũng có ướt đầm như mưa.
về tôi vẫn đi. Có mây trông theo trông nửa tình chung mà như nước chảy, mà này cũng có trông bèo. Trông bèo là bèo trôi, người ơi người ở đừng về. Hãy subscribe.